anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chưa một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miệng sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai. Quỳ, Quỳ. Dạ. Con nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy? Con nhớ má con. Má con á, hiền lành hiếu thảo. Mà nó vắng số. Nếu má con á, mà không lâm bệnh nặng á, thì con gì của mày á, không có cơ hội đâu. Mà tao nghĩ là tao tức ba mày. Thôi ngoài, không muốn thì cũng đã xảy ra rồi. Ngoại á, hứa với má con, ngoại sẽ chăm sóc cho con. Ngoại à, con tự lo cho mình được mà ngoại. Bây giờ con muốn ngoại cứ sống vui vẻ thoải mái, đừng nghĩ ngợi giận người này tức người kia. Như vậy thì tổn hao tinh thần lắm đó ngoại. Con cũng tập được thói quen, ai xúc phạm tới mình thì cũng giả vờ như không nghe, không thấy. Nhẫn nhịn quá mức á, cũng tổn hao tinh thần lắm đó con à. Bà có điên hay không mà chỉ nhà tôi cho ông bằng. Thôi, tại ổng năn nỉ quá, tôi thấy tội nghiệp. Đã 20 năm rồi mà ổng vẫn còn thương bà như vậy đó. Không dám đâu, tìm mối quen để chung độ thì có. Nhìn thấy thằng chả y như quỷ hiện hồn vậy đó. Hồi đó hai người cũng thương nhau lắm mà. Thương con khỉ móc, lợi dụng nhau mà sống thôi. Hồi đó tôi mới đi làm, còn ổng là dân giang hồ. Hiến thân cho ổng để có người bảo kê thôi. Tôi hận thằng chả tới bầm gan tím ruột luôn. Đêm trước hôm bị bắt còn về cướp tiền của tôi nữa. Nè, nhờ ổng bị bắt á, bà mới gặp được ông chồng bây giờ. Trời, chả mà còn ở ngoài nghe, bà mà lén phén á, chả chém bà rồi á. Ờ, cũng may á. Nè, thấy bà càng ngày càng trẻ ra, được chồng thương yêu chiều chuộng quá chừng chứ gì. Thì cũng được, nhưng mà gần đây gặp nhiều chuyện bực mình lắm.
con thấy con Ly ra làm sao? Dạ, Ly rất là hiền, rất dễ thương. Quan trọng á là nó có cái đức tính tốt, nó biết sống vì người khác. Nếu con mà có cảm tình với nó, ngoại mong hai đứa bay lấy nhau. Ngoại, một người khiếm thị với một người khiếm thính làm sao sống chung với nhau được ngoại? Tụi con á, tự chăm lo cho bản thân mình còn khó, huống hồ gì chăm sóc cho nhau được. Nhưng mà con à, nếu thật sự mà thương yêu nhau á thì sẽ vượt qua mọi trở ngại. Nhưng mà con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lập gia đình. Ngoại cho mày biết chuyện này. Ông ngoại đúng là tỷ phú. Nói tỷ phú á thì cũng hơi phô trương, nhưng cũng gần gần vậy. Ngoại, ngoại đừng nói với con là ngoại trúng số hay là ngoại đào được kho báu nha. Kho báu của ông ngoại là mấy miếng đất. Quy, tiền đó ngoại để lại cho con hết. Nếu con với con Ly mà lấy nhau thì tốt quá. Hai đứa cùng nhau á tạo dựng cuộc sống. Lúc đó ngoại có chết cũng yên tâm. Ngoại à, ngoại đừng có nói vậy. Con sợ nhất là người thân yêu của mình bỏ mình đi. Có tiền đối với con thì cũng tốt, nhưng mà không có còn không sao ngoại. Miễn là gia đình mình được sống gần nhau, vui vẻ, hàng ngày ngồi với nhau ăn cơm là con mãn nguyện rồi. Giờ ngoại hỏi nghe, nếu có 10 tỷ đi, con làm gì? Nhưng mà nè, bà cũng đừng có quá đáng. Đó là cha vợ con ruột của người ta, ăn ở có hậu là tạo phước cho mình nè. Nhưng mà tôi tức ổng vì ổng không chịu làm hôn thú với tôi. Quan trọng á là ổng yêu thương bà chứ còn ghét nhau rồi đó hả? 10 cái hôn thú cũng không giữ được chân đâu. Mà bà đã sanh cho ổng một đứa con rồi, còn đổi gì nữa. Nhưng mà biết có phải... Bà nói gì? Có 10 tỷ, con sẽ làm gì hả ngoại? Lúc đó con sẽ cho Ly 1/3. Bởi vì Ly rất tốt với ngoại nè, yêu thương chăm sóc cho ngoại hết mình. Ly xứng đáng được hưởng đúng không ngoại? Vậy còn 2/3. Ngoại thấy là con hơi tham lam đúng không? Nhưng mà 2/3 đó con sẽ gửi ngân hàng nè. Còn tiền lời của hàng tháng con sẽ đem giúp cho những người bất hạnh hơn con, đặc biệt là những đứa trẻ khiếm thị. Tại vì mấy đứa trẻ như con á rất cần một cái nghề để tự lập. Tốt. Vậy thì tiền của ngoại được sử dụng có ý nghĩa. Còn phần của con Ly thì con không cần lo. Còn không á, nếu ai thương con Ly thiệt tình, ngoại sẽ cho tụi nó một số tiền để tụi nó mua nhà, rồi có chút vốn làm ăn, buôn bán cái thứ gì đó mà nó thích, để tụi nó có một cuộc sống ổn định. Tiền á có thể đem đến cái
niềm vui trong cuộc sống nào đó thì đồng tiền đó có ý nghĩa. Nhưng sao có tiền không xài, đem cho người này người kia. Gì vậy? Nghe lén không được hả? Thôi, đừng có nói chuyện tôi nữa, giờ nói chuyện của bà đi. Tôi thấy hình như dạo này bà xuống sắc nhiều rồi đó nha. Mấy tháng trời tôi nuôi cha chồng tôi trong bệnh viện, có ăn uống ngủ nghỉ gì được đâu. Sao không muốn một người nuôi bệnh đi? Mướn cũng được, nhưng mà ai mà chăm lo cha bằng mình. Mấy cô em chồng cũng đòi mướn người ta, mà tại tôi không chịu đó chứ. Người già họ hay tủi thân lắm, bỏ mặc ông già tội nghiệp lắm. Tại bà thì rất khổ, rất cực vào thân thôi. Không những bị cực á, mà còn xin nhiều chuyện rắc rối nữa kìa. Mình thương á, ba chồng cũng như ba ruột của mình. Mình chẳng có nghĩ ngợi toan tính gì đâu. Ai ngờ đâu, ba khỏi bệnh là nhờ luật sư làm di chúc à. Cho vợ chồng tôi một căn nhà mặt tiền với một miếng đất ở dưới quê đó. Vậy hả? Mấy bà em chồng ta nói thôi lồng lộn lên vậy đó. Buộc tội tôi nè là dùng tình cảm mà để lừa bịp á. Tôi cũng thấy bực bội lắm. Tôi định nói với ông xã tôi á, trả lại cho ba chồng tôi luôn cho rồi. Bà đừng có điên, cả gia tài ngu gì không lấy. Ủa, mà sao ổng rộng rãi với vợ chồng bà quá vậy? Người già là vậy đó mà, ai thương yêu họ thật lòng thì họ đâu có tiếc. Già đâu cần tiền bạc, chỉ cần tình thương thôi. Đây đây. Nè, kéo qua kia để này nữa đành. Rồi rồi đây. Nè, chất cẩn thận cái nha. Để á. Còn trong cái tới này nó còn mình nha. Làm lẹ mấy đứa ơi. Dạ. Còn nhiều việc lắm đó. Dạ. Dạ, con biết rồi ông chủ. Dạ, phụ với anh lại nè. Ghi hàng lên. Rồi rồi, ra đi. Alo. Dạ, dạ. Dạ, xi măng đang chở qua đó anh. Dạ, anh thông cảm, tại bên tôi đang thiếu thợ. Dạ, dạ, dạ. Xe tới lấy gạch mà mình hết người rồi. Thì kêu người ta chở chút. Nếu có chờ thì mình cũng đâu có còn ai làm đâu anh. Ngày mai anh ghi cái bản cần thợ bóc giác cho tôi nha. Dạ. Dạ. Bây giờ tôi phải chạy đi kiếm đỡ mấy người về làm. Con nghe như vậy đó. Không ngờ ông giàu thiệt má. Mà có chắc chắn là 10 tỷ hay không? 10 tỷ mà. Vậy còn hỏi anh Huy á. Ông hỏi anh Huy là nếu mà cho con 10 tỷ con làm cái gì? Mà ông ai khùng như ông Huy trơn á. Tự nhiên ông nói ông có tiền, ông không xài, ông cho người ta. Trời. Mà té ra ông muốn làm mối con ly cho ông Huy. Con nhỏ này thì con nghĩ là đẻ một điều thiệt á. Ông còn nói á, nếu mà nó có chồng, ông sẽ cho tiền mua nhà, vốn làm ăn, đủ thứ hết. Thiệt không? Thiệt. Chắc chắn con này nó có xài bùa ngải gì đó. Nên từ già tới trẻ, ai cũng mê nó hết trơn à. Còn móc tiền ra cho nó nữa. Nhỏ này dữ thiệt. Thôi, giờ đi ra cửa hàng, không thôi ông già chửi điếc tai. Gần tới giờ cơm rồi, đi đâu nữa? Thôi ăn gì vô má, ăn bị chửi nó không vô đâu. Với thằng Huy, chưa bao giờ thấy ông chửi gì nặng lời vậy hết trơn. Mà sao với con, ông chửi riết ghiền hay gì á? Nhiều lúc con nghĩ không biết con có phải là con ruột của ba không. Bởi ông chửi mày là phải rồi. Mở miệng ra là nói tầm bậy tầm bạ không à.
Bác, hổm rày tập đi có đỡ chút nào không bác? Cũng đỡ nhiều, thấy khỏe hơn, nay ăn cũng biết ngon miệng. Bữa nay tự nhiên còn thấy đói nữa. Thôi, bác ráng chịu khó vài tháng nữa đi, chắc chắn cũng sẽ đi được. Ừ, thì cũng mong là vậy. Bác khỏe không bác? Khỏe. Ủa, sao tự nhiên bác đưa tiền cho nó vậy? Bà con của nó ở dưới quê bị bệnh. Hổm rài á, nó xin sơ sơ thôi, cũng mỏng mỏng cũng vài chục triệu rồi. Bữa nay á, nó cần, nó xin thêm chút đỉnh. Bà con sao mà nó phải lo vậy? Bà má nó mất sớm. Cậu mợ nó nuôi nó lớn lên. Nhưng mà bác có gặp người ta chưa? Chưa. Nghe nó kể thôi. Trời ơi, mới nghe kể mà bác đã tin rồi. Tin chứ, tôi tin người dữ lắm. Tôi tin là nó không có gạt tôi đâu. Sao mà bác nhẹ dạ quá? Ý con nói là bác dễ tin người đó. Hay lắm. Buổi văn nghệ tuần sau, thầy tin rằng cha mẹ và thầy cô sẽ rất hạnh diện về tụi em. Thầy có thưởng gì cho tụi em không thầy? Tụi em muốn thầy thưởng gì nè? Thầy sẽ nói với cấp dưỡng nấu cho tụi em một buổi tiệc thật là ngon, chịu không? Dạ thầy. Thầy kể chuyện cho tụi con nghe đi thầy. Con thích nghe kể chuyện lắm á. Muốn nghe thầy kể chuyện hả? Dạ. Rồi, bây giờ thầy sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chú gấu nổi tiếng là rất hiếu thảo với mẹ mình. Một hôm, mẹ chú gấu bị bệnh rất nặng, và chú gấu đã đi vào rừng sâu để tìm thuốc cứu mẹ mình. Rồi chú gấu cứ đi theo con đường xa xôi đó, đến một khu rừng rất xa, rất xa, mong rằng sẽ tìm được thuốc cứu mẹ. Cậu cứ xem đi. Đó. Đây là những lô hàng tốt nhất đó. Còn cái này là mình mới nhập về đó cậu. Cậu qua đây. Đó, cậu thấy chưa? Bộ này là tốt lắm đó cậu. Được không cậu? Dạ, mời cậu qua bên này. Đó.
Dạ mời cậu ngồi. Ông dặn cậu ra thì cậu đọc mấy cuốn này. Thứ gì đây? Thông tin giá cả các mặt hàng ở đây. Cậu đọc để khách tới hỏi mua biết đường mà trả lời. Tôi là chủ mà cũng phải làm mấy chuyện này sao? Khách tới mua đông thì chuyện gì cũng phải làm. Hồi nãy ông chủ còn phải phụ khiêng gạch chất lên xe. Vừa xong thì phải chạy qua cửa hàng bên kia để thương lượng hợp đồng. Cậu nắm rõ mấy thứ này để thay ông bàn chuyện làm ăn với khách. Không lẽ ba tôi cực dữ vậy sao? Kiếm được đồng tiền đâu phải dễ cậu. Đây là phòng xoa bóp và bấm huyệt. Khách sau khi xông hơi xong sẽ được đưa vào đây xoa bóp, bấm huyệt để thư giãn. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Có khách không hiệu trưởng? Cũng tạm tạm đáp đổi qua ngày. Em thấy tay nghề của mấy em ở đây khá lắm. Tại sao lại vắng khách như vậy? Trang thiết bị, máy móc cũ kỹ. Hiện tại thì cơ sở xuống cấp, cho nên có nhiều người khách tới đây họ không thích. Nhà trường đang xin kinh phí đầu tư, hoặc có ai hợp tác thì tốt quá. Đây là một nghề rất tốt cho các em kiếm tiền. Tiếc là nhà trường lực bất tòng tâm. Nếu như có ai cùng hợp tác và đầu tư thì tốt quá. Tỉnh. Trời ơi. Ủa ba? Ba cái gì? Người ta làm cực khổ, còn con ngồi đây ngủ hả? Con mệt quá ba ơi. Ở đây vừa bụi vừa nóng nữa. Con có cần làm phòng riêng gắn máy lạnh hả? Rồi làm kiến giảm âm cho con không? Nếu mà làm lâu dài, con nghĩ chắc là cần đó ba. Ba giờ về nhà được chưa ba? Cái gì? Mới ra đồ về hả? Từ từ mới quen được chứ ba. Sau đó ba không mở tiệm vàng, nhà hàng vũ trường cho con đỡ cực. Mày... Ăn của mình, ở của mình mà đưa có 50 triệu à? Không biết có đưa thêm không ta? Còn nó chỉ có đỡ lên đỡ xuống đút cơm thôi, mà sao mới có mấy ngày mà cho mấy chục triệu? Càng nhìn càng thấy ghét. Nó cứ bòn rút kiểu này, có vàng núi cũng hết. Phải tính chứ không thôi mình không còn sơ muối gì được hết. Nó xài bùa gì mà hay dữ vậy ta? Phải hỏi nó mới được. Mà nó không có ngu đâu, nó nói cho mình biết. Dạ. Chào chú.
À, cậu Quy à? Dạ. À, thiệt ngại quá, cậu giúp giùm. Dạ, có chuyện gì á, chú nói đi. Cậu có thể cho tôi mượn 1 triệu để đóng tiền học cho 2 đứa nhỏ. Dạo này chạy xe ế quá. Chú à, không sao đâu chú. Ủa, tiền mình đâu mất tiêu rồi ta? Dạ, con xin lỗi, con quên mang theo tiền. Mà nếu chú cần gấp á, thì chú đợi con vô nhà lấy rồi đem ra cho chú. Nếu không thì tối nay gặp, con đưa cho chú luôn. Vậy thôi, tối nay cũng được. Dạ. Thôi tôi đi nha. Dạ. Chào cậu. Con chào chú. À, tôi đi. Trời ơi, tắm rồi mà vẫn còn ngứa ngáy khó chịu quá. Con bị dị ứng chứ gì? Sáng giờ có ăn uống bậy bạ gì không? Chắc tại ra cửa hàng ngồi, rồi ba cái thứ bụi xi măng cát đá rồi nó bám vô người, giờ ngứa quá. Đừng có kiếm chuyện à mày. Không được có tích sự gì hết trơn. Ra ngoài ngồi ngủ gục còn mày đặt than thở đủ thứ. Anh cứ la vậy hoài à, con nó nản. Nhìn cái tướng nó coi, nó đâu có chịu cực nổi đâu. Cũng phải, hồng hào trắng trẻo như cháu á, hợp với cái là bận đồ vét cắt cà rau quát ngồi mới lạnh. Nhưng mà mấy người ngồi như vậy là trình độ phải cao lắm. Vậy chứ cháu học tới đâu rồi? Nó tốt nghiệp lớp 12 là tốt rồi. Nghề ngỗng thì không có, mà lúc nào cũng đồ sung sướng. Nằm mơ giữa ban ngày đi con. Tính nè, trước hết em phải biết mình muốn gì cái đã. Định hướng được thì dễ. Nhưng mà nếu em thích công nghệ thông tin thì em nên đăng ký học cái đó. Tính, nghe anh con hỏi không? Giờ con muốn cái gì? Con chưa biết, để con suy nghĩ đã. Anh cứ để nó từ từ đi. Từ từ cái gì? Chờ tới 50-60 tuổi rồi nó mới từ từ. Thằng Huy nè, lúc 10 mấy tuổi đã biết mình muốn cái gì rồi. Siêng năng, phải rèn luyện thí là đậu liền nè. Con ơi, đậu đại học có gì đâu mà phải khoe. Cứ khiêm tốn, thấy không? Chứ mình nói quá đó, người ta nói mình phe phang. Ha. Đó, bà coi, nó bị như vậy á, mà thi đậu đại học là quá khiêm tốn rồi. Mà đâu phải học chữ không đâu. Nó học cái thứ gì cũng giỏi hết trơn á. Thằng Tính á, mà bằng phân nửa đó là cũng may rồi. Tốt nghiệp đại học thì có làm sao đâu. Có nơi nào chịu nhận một người khiếm thị vô làm đâu. Cũng may là xin vô được cái trường mù để dạy nhạc. Rồi đi đờn mướn gì đó, có gì hay ho đâu. Công nhận. Công nhận là người ta mà không nhận nó đó là một thiệt thòi đó. Bà biết không? Nói thiệt với bà nha, nó có ngũ quan đầy đủ á, mà tụ tập 3 cái thứ thuốc lắc đua xe ngoài đường thì không có ích lợi gì đâu. Con á, cũng đâu mong gì cao xa.
Con chỉ mong rằng kiến thức mình học được giúp được cho người khác. Vậy là con vui rồi. Con nói phải đó. Nó dám nói như vậy hả? Ấm ức trong lòng không nói được á, nó khó chịu lắm. Con không nói được, nhưng con có thể đáp trả bằng suy nghĩ, phải không? Chứ có gì đâu ấm ức. Ai đó? Anh Huy nè, anh vô được không? Vô đi anh. Có chuyện gì không anh? Tính nè, anh muốn hỏi em chuyện này. Hôm bữa em có lấy 2 triệu trong bóp của anh không? Anh hỏi vậy là sao? Anh chỉ muốn hỏi rõ thôi. Nếu em không lấy, chắc là mất đâu đó rồi. Hôm bữa tôi chỉ lấy anh 500 ngàn thôi. Tôi sẽ xin má trả lại cho anh. Không cần đâu. Anh không cần mà anh nghi ngờ tôi hả? Anh nói rồi, anh chỉ hỏi em thôi. Sao? Chuyện gì mà la lối ôm sòm vậy? Gì? Anh nghi con ăn cắp tiền của anh kìa. Tính nè, anh nói rồi, anh không có nghi em. Quy à, tại sao con lại nghi ngờ em làm chuyện đó? Hôm bữa má đang ngủ trưa mà con đi gấp, con không dám kêu má. Con có mượn anh 500 ngàn. Anh nói được rồi, em cứ mở bóp ra lấy đi. Con thiệt tình làm theo, lấy 500 ngàn mà bây giờ anh kêu là 2 triệu. Tức quá đi. Nói nhỏ tiếng một chút được không? Ba mày mà nghe là xin chuyện đó. Quy à, thằng Tính nó không làm chuyện tồi tệ đó đâu. Con nghi oan cho người khác, làm ăn tội đó. Gì à? Con nói rồi, con chỉ muốn hỏi rõ thôi. Với lại, phải khuyên nó. Lần đầu dám bắt một con gà, thì lần sau sẽ không ngần ngại bắt luôn cả con bò. Con xin phép. Hồi sáng, ông có nói chuyện với thằng Huy. Ý ông muốn à, con với nó nếu được á thì tiến tới với nhau. Nhưng mà trong ý nó in như là không có chịu. Không phải là nó không thương con, nó rất là thương con. Nhưng nó sợ hai đứa. Làm sao sống với nhau có nhiều trở ngại lắm. Con nói con cũng không hiểu. Tóm lại ngoại sẽ có cách làm cho nó hiểu đâu là một tình yêu thiệt sự. Thôi ông ngủ một chút. Con mắt nào của anh thấy con lấy tiền chứ? Mày không làm ra tiền là bị như vậy đó. Cho nên làm cách gì cũng được, mình phải có tiền, có thật là nhiều tiền, hiểu không? Thank you.
coi nó nịnh bợ ghê chưa. Nằm ngay chân giường của ổng như con chó con vậy. Hèn gì, xin bao nhiêu cũng rút ruột mà đưa. Không lẽ bà Mai nói đúng ta. Người già không cần tiền, chỉ cần tình thương. Không lẽ mình phải làm giống nó. Mất mặt lắm. Lên chút đi. Làm gì mà rờ rờ vậy? Có mạnh lên chút coi. Có chuyện này em muốn nói với anh nè. Cái chuyện của bà thì không bao giờ tốt lành hết trơn á. Em lo nên em mới nói. Đúng là làm ơn mắt quán. Chuyện gì? Nói coi. Ba vợ của anh á, đang bị con Ly làm cho mê muội đó. Bà đừng có nói bậy đi. Tôi nói thiệt đó. Tôi chứng kiến rõ ràng nè. Nó than thở ỉ ôi với bác. Là người nhà dưới quê bị bệnh. Bác đưa cho nó vài chục triệu đó. Tiền mà cho dễ dàng như vậy, coi như tờ giấy lộn vậy đó. Thì người ta cần mình phải giúp. Bác với anh tốt bụng quá nên mới nghĩ vậy thôi. Chứ đợi giờ nhiều kẻ gian lắm. Gạt tiền dễ quá mà, ngu gì mà không gạt. Bọn rút kiểu này hả, nhiều cũng hết đó. Ba anh biết tính mà. Nếu như biết tính thì không thể nào cho kiểu đó hết á. Nè, anh á, phải giữ tiền cho ba. Ba cần xài gì thì anh đưa ổng. Thôi đi, làm như vậy ba hiểu làm mất công lắm. Thì mình phải dùng cách để ba tự nguyện đưa cho mình chứ. Cách gì? Đơn giản thôi. Mượn vốn làm ăn. Ừ. Làm gì mạnh tay dữ vậy bà? Ừ. Ừ. Hôm qua mới nói ăn sao cũng được. Sáng nay nó cho ăn cơm chiên liền à. Lâu lâu ăn cơm chiên. Con thấy ngon lắm gì? Thì nó nấu món gì mà con không thấy ngon. Chiên cơm cũng phải. Vì nó đâu còn thời gian. Tại vì nó mắc nấu súp cho ông ngoại rồi. Cô phân bị với mấy người bại liệt như tôi làm cái gì? Nhìn mặt cô coi bộ thèm thuồng ăn súp lắm ha. Lên thắp hương. Cầu xin cho nó liệt địa đi. Rồi ngồi xe lăn như tôi nè, rồi tha hồ húp xốp. Bác nói gì mà nghe xui xẻo dữ vậy bác? Chào cả nhà. Ba. Ba ăn sáng ba. À. Sao con xuống trễ vậy? Bị con đang nói chuyện dở điện thoại. Bàn kiểu làm ăn đó mà. Trời ơi. Cơm chiên ngon quá. Lâu lắm mới được ăn cơm chiên. Đúng là hai cha con nói gì cũng giống nhau hết trơn. Dạo này con buôn bán sao rồi? Dạ cũng được.
có nhiều hợp đồng lớn lắm bác, mà anh cũng từ chối hết trơn à, vì không có đủ vốn. Thiếu vốn hồi nào? Anh lo quá nên đầu óc lú lẫn hết rồi hả? Ừ? Bà, không phải là bạn anh đang đầu tư xây chung cư cao cấp, muốn anh là người cung ứng toàn bộ vật liệu xây dựng hả? Hồi tối hôm qua anh kể cho em, anh không nhớ hả? Ừ? À đúng rồi, nhưng mà kế hoạch đó lớn quá, mình đâu có đủ tiền trữ hàng. Chứ bày bàn cái gì vậy, lo ăn đi. Nói cái gì mà tao không hiểu cái gì vô cái gì hết à? Dạ, con nhận lời. Cái hợp đồng cung ứng vật liệu này sẽ kéo dài tới 4 năm. Nếu con có tiền á, nhân lúc hàng rẻ, con sẽ mua về trữ. Sau đó bán ra thì mới có lời nhiều. Con thấy á, công việc hiện nay ba làm đã không xuể rồi. Ba nhận thêm hợp đồng này nữa, ba sẽ nặng óc tính toán. Biết là có tiền, nhưng mà sẽ tổn hao sức khỏe. Ba giảm bớt công việc đi ba. Thằng Huy nói phải. Huy à, con có bao giờ kinh doanh đâu mà con góp ý kiến. Mình làm ăn, mình mong nhất là có cơ hội. Mà có cơ hội, bỏ không thì uổng dữ lắm. Nếu tính sơ sơ thôi, ký cái hợp đồng đó một tháng cũng kiếm được vài chục triệu. Mà vài chục triệu nhân lên cho khoảng 48 tháng, biết bao nhiêu tiền? Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.